hai chị em là không ai lập gia đình luôn. Ông này cũng không vợ con, bà này cũng không chồng. Đây là các cô chú anh chị ạ. Ông này ông rất là vui tính. Ông này ông sống độc thân rồi, ông sống một mình thôi. Đây. Ông sống trong một ngôi nhà rất là tăm tối đây. Hao chế chứ mất tành rồi. Bỏ. À. Nhìn là ngoài. Trong này thì nhìn về nhìn từ ngoài ngôi nhà thì rất là khang trang. Nhưng mà đến trong ngôi nhà của ông thì bên trong thì không có điện. Mà ra mua hàng tao sông này. Ui ông khỏe mạnh quá các cô chú anh chị ạ. Có 100 tuổi rồi. Em ăn vừa hỏi ông ấy. Có 100 tuổi rồi. Mà chị ạ. Đây đi vào trong ngôi nhà xem nhé các cô chú anh chị. Trong ngôi nhà tối lắm các cô chú anh chị ạ. Em ăn không thể quay gió được. Còn ông thì ông rất là chăm chỉ này. Ông đi ông rất là chăm chỉ đây này. Đi vác đống củi này. Củi to đùng trong nhà. Trong nhà không có gì ở đây. Bát đũa đây. Còn vẹn trong nhà có mấy cái bát, mấy cái đũa. Trong này là cái giường của ông. Giường của ông tối lắm. Trong này không có điện luôn. Ông 100 tuổi rồi. Nãy em ăn vừa hỏi. Rất đáng thương các cô chú anh chị. Rất lớn tuổi rồi. Ông này thì theo lời chia sẻ của bà thì ông không biết tiêu tiền, chỉ biết nấu cơm ăn thôi, với cả đi làm mấy công việc bình thường của người nông dân thôi. Đấy, ông quần áo của ông mà chỉ mua khâu lộc à, khâu này không mua sai mua sai mua trần áo gái. Đi dép không quen toàn đi chân chân này. Các cô chú anh chị ạ. Ông là vẫn đi làm thuê nhá, ông vẫn có tiền đây. Ông trả chân mặt chủ, chân thì ông giờ thú nó. Đi buôn mua thuê đúng không? Nó. Dùng cái gì thú á? Mà nó chơi gì ta thú á? Ông giờ dùng cái gì thú á? Ông vẫn là rất là chăm chỉ đấy. Các cô chú anh chị ạ, ông này tên thật của ông là Vư Mỹ Của. Năm nay là có hơn 100 tuổi rồi. Y bùa tờ sông nhá. Sái mưa y bùa sông rồi ạ. Y bùa. Theo lời ông bảo thì ông có 100 tuổi rồi. Các cô chú anh chị ạ. Đôi bàn chân của ông đây chai sạn à. Đây là đi nguyên chất luôn đấy. Đây ông đây có chú anh chị ạ. Này là cháu mồ côi. Rất là thương bố mẹ của
cháu thì không còn nữa rồi. Còn mỗi mình cháu với cả hai ông bà sống cạnh nhau thôi. Rất là thương các cô chú chị. Hai ông bà lấy về nuôi. Nhận về nuôi nhỉ. Là bố mẹ cả ông nội cả bố mẹ của cháu một cô này chết hết rồi. Rất là em An đi vào đây thì để quay thực tế luôn. Em An nhìn thấy hoàn cảnh của ông rất là thương. Dép miếc là cũng không có để mà đeo. Không biết rằng là ông có dép hay không, hay là ông thích đi chân trần như thế. Bộ quần áo mặc là rách hết thì mới thay thôi nhá. Thế là ông vẫn có quần áo mà đúng không? Không có mấy ông là không có quần áo mấy các chú anh chị ạ. Nhìn rất là thương, quần áo thì rất là rách tả tơi hết rồi. Quần áo này chắc là lâu lắm rồi không giặt không thay rồi đúng không? Chắc là đi làm. Ông rất là lớn tuổi. Em An vào đây quay thực tế nhìn thấy cảnh này rất là thương. Thì mong sao các cả cô chú, các ông Lâm Vàng, các nhà hảo tâm có thể thấy được cái video này. Thì những video sau thì mọi người có thể ủng hộ giúp đỡ cho ông được một chút gì đấy thì em An sẽ quay lại để trao tận tay cho ông nhé. Ông rất khó khăn này. Ô chú ấy chị ạ. Rất là thương ông. Em An xin kết thúc video này tại đây nhé. Xin chào mọi người. Xin cảm ơn các cô chú và anh chị đã luôn quan tâm và theo dõi kênh của em An. Em An cảm ơn rất là nhiều ạ. Tôi tí chị ạ. 聊了不然人家咬